mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Nông dân xã An Hòa thoát nghèo từ trồng dưa. Cần có biện pháp giảm tải cho tuyến xe buýt 03. Phần tin quốc tế có những tin chính. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố danh sách nội các mới. Danh sách nội các mới gồm 18 thành viên này, có 12 gương mặt mới và có tới 5 nữ bộ trưởng. Trong bối cảnh quân đội Ukraine bị đánh bại ở miền Đông, Mỹ và các đồng minh dự kiến đưa hơn 1.000 binh sĩ tới tập trận tại miền Tây Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhiều năm trở lại đây, cây dừa đã trở thành loại cây trồng chủ lực trong phát triển nông nghiệp của xã An Hòa, huyện Tam Dương. Hiện nay, xã An Hòa có trên 10 hectare đất chuyên canh các loại dưa chuột, dưa bở, dưa lê. Các giống dưa này rất phù hợp với đồng đất địa phương, bình quân đạt từ 6 đến 7 tạ một sào một vụ. Dưa được trồng đan xen tất cả các vụ trong năm. Để giúp dưa sinh trưởng phát triển tốt, tránh sâu bệnh hại và cho năng suất cao, bà con nông dân trong xã đã áp dụng kỹ thuật cắm rèo, che phủ ni lông và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trong quá trình trồng dưa. Được người tiêu dùng ưa chuộng nên dưa An Hòa có một thị trường tiêu thụ khá ổn định, được thương lái cả trong và ngoài tỉnh đến thu mua. Thời điểm này, bà con nông dân xã An Hòa đang gieo trồng và chăm sóc dưa để chuẩn bị cho vụ thu đông đạt năng suất cao. So với vụ đông xuân và hè thu vừa qua, với mức giá trung bình từ 8 đến 12.000 đồng một kg, bình quân mỗi sào dưa cho thu nhập trên 5 triệu đồng một vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Có thể thấy, nhờ trồng dưa mà đời sống kinh tế của người dân xã An Hòa đang ngày càng được cải thiện rõ rệt, từ đó đã góp phần thay đổi diện mạo xã An Hòa. Xác định giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ dân sinh, khai thác các thế mạnh tiềm năng của địa phương, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cứng hóa đường giao thông nông thôn. Hiện 100% đường trục thôn, đường ngõ xóm trên địa bàn đã được cứng hóa. Đối với giao thông nội đồng, toàn xã có tổng số 8,6 km cần cứng hóa. Đến hết tháng 8 vừa qua, xã đã cứng hóa được 7,3 km, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong tháng 9 năm 2014. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngay từ khi triển khai chương trình làm đường giao thông nông thôn, xã Trung Kiên đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa của việc xây dựng giao thông nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ đó, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 2.000 m2 đất và gần 1.000 ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện nay, các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là xe buýt, không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại của người dân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, tạo dựng nên một nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, do số lượng người đi lại bằng xe buýt ngày càng tăng, nên đã và đang gây ra tình trạng quá tải, cũng như tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc có 5 tuyến xe buýt với trên 50 đầu xe hoạt động, chạy từ Vĩnh Yên đi các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương và khu công nghiệp Quang Minh. Hàng năm lượng khách đi xe buýt tăng từ 15 đến 20%. VP03 là tuyến xe buýt hiện nay đang chạy từ Vĩnh Yên qua Tam Dương, Lập Thạch về Sông Lô với tổng số 10 đầu xe, nhưng dường như vẫn chưa đủ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, học sinh, sinh viên, công nhân lao động trên địa bàn. Thực tế hiện nay trong cái tuyến căng thẳng nhất là cái tuyến 03. Tuyến 03 thì chủ yếu là học sinh và công nhân làm khu công nghiệp đi từ Sông Lô, Lập Thạch xuống đến khu công nghiệp Khai Quang. Thường thường vào buổi sáng và buổi chiều là nó hay quá tải cục bộ buổi sáng buổi chiều. Nếu mà tính lượng người đi xe trong một ngày của tuyến 03 là bình quân nó cứ phải 1.000 người đi. Đặc biệt lượng khách thường tăng đột biến vào thời điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, gây ra tình trạng quá tải khiến cho người dân muốn lên xe cũng rất khó, mà khi lên được xe cũng phải chen chúc, khó nhọc. Không chỉ hành khách cảm thấy khó chịu mà cả những người tài xế cũng cảm thấy áp lực từ những chuyến xe gấp đôi về lượng hành khách. Tuyến 03 của anh em tôi là ngày 60 lượt chạy. Nhưng mà vào những giờ cao điểm như buổi sáng chở công nhân, học sinh là quá tải, bỏ bến nhiều. Mà khách đông, buổi chiều tối này chúng tôi
Cụ thể cái xe của mình thường chở bao nhiêu khách và cái nếu mà cái quá tải nó như nào? Thường là xe của tôi là đăng ký là 50 ghế, nhưng bình thường cũng phải là 80 người. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm hoặc những ngày lễ Tết, nhiều chuyến xe 03 chở trên dưới 100 hành khách. Sự quá tải thường xuyên diễn ra của tuyến xe số 03 không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Thiết nghĩ để xe buýt thực sự trở thành phương tiện giao thông thuận lợi, văn minh thì các đơn vị chức năng cần sớm có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện cho người dân được đi lại an toàn, dễ dàng trên tuyến xe này. Hàng năm trước khi chính thức bước vào năm học mới, các trường thuộc khối trung học phổ thông đều triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh. Đây vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm của mỗi học sinh nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết. Để đạt kết quả cao trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2014-2015, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên tổ chức khóa học giáo dục quốc phòng an ninh cho cả 3 khối lớp với tổng số 460 học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên và có sự chuẩn bị đầy đủ về điều kiện vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đề ra. Với các nội dung chính như truyền đạt về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống của quân đội và công an nhân dân, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng các bài tập huấn luyện thực hành tập đội hình, đội ngũ, kỹ thuật sử dụng súng AK, súng CKC và một số kỹ thuật tác chiến trong quân đội. Đây sẽ là hoạt động rất cần thiết để mỗi học sinh nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển sang phần tin quốc tế. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố danh sách nội các mới. Danh sách nội các mới gồm 18 thành viên này, có 12 gương mặt mới và có tới 5 nữ bộ trưởng. Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn giữ các vị trí bộ trưởng chủ chốt như Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari và Ngoại trưởng Fumio Kishida. Trong số 5 bộ trưởng nữ có Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Yuko Obuchi, Bộ trưởng Tư pháp Midori Matsushima, Bộ trưởng Nội vụ Sane Takichi, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề bắt cóc công an và ngăn ngừa thảm họa Eriko Yamatani và Bộ trưởng phụ trách các biện pháp giảm tỷ lệ sinh Haruko Arimura. Trong bối cảnh quân đội Ukraine bị đánh bại ở miền đông, Mỹ và các đồng minh dự kiến đưa hơn 1.000 binh sĩ tới tập trận tại miền tây Ukraine. Cuộc tập trận mang tên Rapid Trident dự kiến kéo dài từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 9. Đây được coi là tín hiệu cam kết của các nước trong khối NATO nhằm hỗ trợ Ukraine. Tham gia tập trận có khoảng 1.300 binh sĩ từ Ukraine, Mỹ, Azerbaijan, Anh, Canada, Georgia, Đức, Latvia, Lithuania, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania và Tây Ban Nha. Trong đó có khoảng 200 binh lính Mỹ. Với mục tiêu được cho là nhằm giữ gìn hòa bình, cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào nội dung diễn tập tại các sở chỉ huy, công tác tuần tra và xử lý thiết bị nổ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Estonia để thể hiện tinh thần đoàn kết với khu vực Đông Âu trong việc đối phó với cuộc tấn công quân sự do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Dự kiến, ông Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo vùng Baltic để trấn an các quốc gia thành viên NATO ở gần biên giới với Nga. Chuyến thăm diễn ra một ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales. Dự kiến tại đây, ông Obama và các đồng minh phương Tây sẽ thông qua những kế hoạch nhằm đồn trú ít nhất 4.000 binh lính và thiết bị quân sự ở Đông Âu. Tuy nhiên, hiện các thành viên NATO ở Đông Âu và Trung Âu lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia chạy qua vùng Viễn Đông sang châu Á, mà điểm đến đầu tiên là Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự buổi lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên của Nga sang châu Á mang tên Sức mạnh của Siberia. Buổi lễ có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Với đường ống Sức mạnh của Siberia, hàng năm Trung Quốc sẽ nhận được 38 tỷ mét khối khí đốt của Nga. Nếu dự án có triển vọng tốt, con số này sẽ được nâng lên thành 60 tỷ mét khối khí đốt.
Do đó, sức mạnh của Siberia có tầm quan trọng đặc biệt và là một ưu tiên quan trọng trong chính sách ngoại giao năng lượng của cả Nga và Trung Quốc. Một bản báo cáo sơ bộ về nguyên nhân đằng sau vụ rơi máy bay Malaysia MH17 ở miền đông Ukraine sẽ sớm được công bố trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, sẽ mất khoảng một năm để điều tra chi tiết và tìm ra lời giải cho mọi điều khúc mắc, Hội đồng Điều tra An toàn Hà Lan DSP cho biết. Bản báo cáo sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, người đại diện của DSP Sara Vernuyi cho biết. Các tài liệu sẽ hé lộ một vài nguyên nhân của thảm họa, mặc dù nhiều câu hỏi vẫn chưa thể tìm ra lời giải, bà Vernuyi nhấn mạnh. Theo bà Vernuyi, bản báo cáo sơ bộ sẽ gồm những kết quả điều tra ban đầu từ hộp đen của máy bay và những dữ liệu từ nguồn khác như vệ tinh hay radar. Một bản báo cáo đầy đủ sẽ mất khoảng một năm để hoàn thành và có thể được công bố vào mùa hè năm 2015. Bà Vernuyi cho biết các chuyên gia thực hiện vụ điều tra này đều làm việc ở thành phố La Hay, Hà Lan và bản báo cáo cuối cùng có thể được chuẩn bị mà không cần phải đến trực tiếp khu vực hiện trường. Tuy nhiên, DSB vẫn có kế hoạch cử các chuyên gia đến Ukraine khi khu vực này trở nên an toàn hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.